Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Sốc với ngoại hình gần một tạ của ca sĩ Quang Lê. Ca sĩ Quang Lê khiến khán giả ngỡ ngàng, thậm chí là sốc trước ngoại hình quá cỡ của anh hiện tại. Trong tâm trí nhiều người, Quang Lê vẫn là một nam ca sĩ có ngoại hình nhỏ nhắn, thư sinh. Thế nhưng ít ai biết rằng thực tế Quang Lê bây giờ đã phát tướng hơn so với trước rất nhiều. Tham dự một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây, Quang Lê xuất hiện với ngoại hình thay đổi thấy rõ. Theo đó, nam ca sĩ đã phát tướng hơn trước rất nhiều. Giọng ca sầu tím thiệp hồng cũng thú nhận hiện tại mình đã lên tới hơn 90kg. Đây là kỷ lục về cân nặng mới của Quang Lê. Quang Lê chia sẻ trước đó do ngoại hình tăng cân quá đà, anh phải thực hiện nhiều chế độ ăn uống, nhưng do thời gian nghỉ dịch khiến mọi nỗ lực của nam ca sĩ không đạt như ý muốn. Trước đó, nam ca sĩ còn có thời gian tăng lên đến 85kg khiến anh mất tự tin khi đứng hát trên sân khấu. Thân hình múa mĩm của nam ca sĩ không ít lần bị nhận sự trêu chọc của khán giả. Chia sẻ về chuyện tăng cân, nam ca sĩ cho biết: lúc tôi bị béo phì lên đến khoảng 85kg, tôi ăn nhiều lắm nhưng lúc nào cũng cảm thấy muốn ăn nữa. Có lần tôi cố nhịn không ăn thử một bữa, rốt cuộc là bị đói đến mức choáng váng đầu óc, phải chạy ngay ra một cửa hàng bán thức ăn nhanh mua bánh mì kẹp, nguyên tảng thịt gà to ngồi ăn, lấy ăn để, Quang Lê cho biết. Ca sĩ Lệ Quyền, người bạn thân của ca sĩ Quang Lê, cho biết: theo thời gian, chỉ có một điều, so với thời điểm cách đây 5-6 năm về trước, anh phát tướng ra rất nhiều. Chắc hẳn không ít người hâm mộ đã sốc trước những hình ảnh này của ca sĩ Quang Lê. Những hình ảnh của Quang Lê ngày còn gầy, điển trai và thư sinh như chính giọng hát ngọt ngào của anh. Tuy nhiên, dù ngoại hình và giọng ca về đầu mái tóc người thường có thay đổi ra sao, thì người hâm mộ vẫn vô cùng yêu mến giọng hát như mặt của anh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.